anh em, mình là Kim Motul. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ anh em cái cách bắt bệnh của cái con mô bin sườn ở đây. Đó. Thì có rất nhiều các anh em thợ thì cũng sửa xe cho khách, nhưng khi mà cái xe người ta có cái trường hợp là đi nó bị hụt ga, nó nổ lọt bọt, thì thường là anh em hay vào là thay cái buji. Đó. Thì ở cái clip hôm nay ấy, thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ các anh em cái cách mà bắt bệnh cái bệnh mà nổ lọt bọt đấy, thì cái con này là nó sẽ bị chết dở anh em nhé. Đó, có một số trường hợp nó sẽ chết buji, nhưng cái trường hợp ở đây thì mình sẽ hướng dẫn anh em là cái cách mà để phân biệt là cái con buji của mình nó đang sống bình thường hay là cái con mobin ở đây nó còn đang có vấn đề. Đó, thì cái cách này thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ để chung cho các loại xe anh em nhé, thì cũng như là các anh em thợ mới học nghề và cũng như là những cái anh em là đang có ý định học nghề hoặc là muốn tự sửa xe ở nhà. Thì cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ với anh em. Ok, thì bây giờ là mình sẽ bật lổ máy lên đã. Trước tiên là anh em phải cầm một cái kìm đây này để tránh nó giật. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ bật chìa khóa lên mình đề. Đó, nó vẫn nổ anh em nhé. Nó vẫn nổ anh em nhé. Đó. Nhưng mà đối với cái con mobin mà nó đánh lửa khỏe bình thường ấy, anh em để xa tầm nửa phân như thế này nó vẫn nổ. Đó. Đó, nó chết luôn rồi anh em. Đó. Anh em ga lên nó lập bọc rồi đó. Đó, anh em nghe rồi. Đó, nó chết luôn. Thì cái này thì khi anh em kiểm tra, nếu như anh em không kiểm tra kỹ, anh em thấy nó vẫn cứ phóng lửa bình thường mà anh em đã vội kết luận là thay cái con buji này thì người ta đi chỉ được một lúc thôi, hoặc là có khi là người ta đi được 1-2 ngày thì nó lại tịt. Đó. Thì đây là cái bệnh của nó. Thì cái này nếu như anh em có đo kiểm ở cái con mobin đây thì nó vẫn cứ đánh lửa bình thường nhá, nó vẫn cứ sống bình thường, nhưng mà nó đánh lửa nó đánh rất là yếu anh em. Anh em có thể nhìn cái tia lửa nó đánh rất là yếu. Đó. Đó, nó chết ngay. Cái lửa nó phóng không được xa và nó phóng nó nổ lục bục. Nếu như để gần vào thì nó nổ còn mượt, nhưng nếu mà để xa một tí như này nó nổ lục bục. Đó. 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 Thì cái cách này thì anh em có thể kiểm tra được cái con này cũng rất là đơn giản, nên anh em nếu mà khi anh em thử thì anh em nên thử xa ra một tí để nó đánh với. Đó, có những cái con mobin ấy thì anh em để dí sát vào như thế này thì nó đánh lửa bình thường, mà anh em để xa phát là nó tịt. Đó, thì muốn thử cho cái con mobin này nó sống hay là nó chết hay là nó chết dở ấy, thì anh em cứ nên để xa ra, nó đánh vài phát mà không nổ được ấy là cái cục này nó sẽ chết luôn. Đó, về lấy cái trường hợp mà cái con mobin sườn ở đây nó đang có vấn đề, nó đang muốn chết. Đó, bây giờ con này nó gọi là hiện tượng chết dở. Ok, thì bây giờ là mình sẽ tháo con này ra và mình sẽ thay thế một con mới. Thì ở đây là mình sẽ thử luôn vào một con của Juli loại rẻ tiền anh em nhé. Đó, thì thử luôn này xem nó sẽ phóng lửa như thế nào, và sau đó nó phóng lửa ngon lành rồi ấy, thì mình mới thay cho người ta cái con xịn. Con này là con mình chuyên để thử. Đó. Ok, thì bây giờ là mình sẽ tháo cái con này ra và mình thử. Và bây giờ là mình sẽ tua nhanh cái đoạn này đi nhá. Ok anh em, sau khi là mình đã tháo cái con mobin ở trên xe của người ta ra rồi. Đây, cái con mobin ở trên xe người ta đây nhá. Đấy, con mobin xịn thì nó sẽ có Mozik ở đây và có ký hiệu Yamaha ở đây. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ test và thử cho anh em thấy là cái sự khác biệt giữa cái con mobin mà nó bị chết dở, nó vẫn nổ anh em nhé. Con mobin này nó vẫn nổ bình thường, nhưng mà khi anh em kéo ga lên nó sẽ bị hụt, nó lọc phọc. Đó, nếu như mà anh em mà không chú ý, mà không đo kiểm kỹ hoặc là không kiểm tra kỹ thì anh em đã vội kết luận là cái con buji đây này nó chết, là anh em thay cái buji khác vào, người ta đi được một lúc thì nó lại chết, hoặc là đi 1-2 ngày và nó sẽ có cái hiện tượng là khi máy nguội thì có thể là sẽ nổ được anh em nhé. Đối với những cái cục mobin như này, khi máy nguội nó có thể nó vẫn nổ bình thường, nhưng khi đi nóng lên nó mới có hiện tượng. Đó, còn một số con mobin thì nó lại có cái hiện tượng là khi nguội thì nó rất là khó nổ, mà khi máy nó nóng lên thì nó mới dễ nổ. Đó, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ luôn với anh em xem là cái lửa nó phóng từ cái con mobin mới này xem nó sẽ là như thế nào. Ok, thì bây giờ là mình sẽ phải cặp cái kìm đây đã. Đó, và bây giờ mình bật chìa khóa lên, mình để xa hẳn một phân như này. Đó, anh em thấy không ạ? Nó vẫn phóng lửa bình thường. Đó. Bây giờ mình ra lên. Đó, nó nổ đều luôn.
xa hơn tí nữa xem sao. Chết. Đây là để quá xa anh em nhé. Đó, đây là cái cách bắt bệnh cực kỳ đơn giản. Và một số các anh em thì hay bị nhầm tưởng là cái con Mobin ở đây là nó vẫn sống bình thường vì nó vẫn cứ phóng điện bình thường. Đó. Thì anh em đã vội kết luận là hỏng buji và thay cái buji. Đó. Thì như thế thì nếu mà anh em mà vội kết luận quá thì cũng không nên, bởi vì cái gì mình làm nó cũng có cái sự suy xét, phải kiện đo kiểm chuẩn, rồi là mình phán đoán bệnh chuẩn đã, thì mình hãng thay thế. Đó, tránh cái tình trạng là khi anh em vào là thử thì thấy thằng Mobin này nó vẫn cứ phóng lửa bình thường mà thằng buji mà không lổ được trong bùng đốt ấy, thì anh em kết luận là hỏng buji đó. Như thế thì người ta đi chỉ được một lúc thôi, hoặc một hai ngày nó lại chết thì mang tiếng ra. Đó, thì cái cách bắt bệnh của cái con này cũng cực kỳ đơn giản, và mình cũng hướng dẫn và chia sẻ luôn anh em cái cách đo kiểm của cái con này. Ok, đây là mình sử dụng một con đồng hồ Victor đây, 890C cộng như mọi khi mình làm đó. Đó, thì nếu như anh em muốn đo kiểm cái con này ấy, thì anh em hãy để cái thang 20k đây, 20.000 kilo ohm. Đó, thì bây giờ anh em sẽ phải đo cho mình cái que đỏ này vào đây. Đó. Và anh em sẽ phải dí vào đây. Đó. Cái này nó vẫn lên bình thường anh em nhé. Nó vẫn lên ôm bình thường. Nó vẫn là 8.4. Đó, nó vẫn là 8.4 anh em nhé. Đó, đây là nó vẫn cứ sống bình thường. Nhưng khi cái điện áp vào thì ở trong này nó sẽ có quận sơ cấp và quận thứ cấp. Khi điện áp vào để nó kích lên ấy, thì cái quận sơ cấp và quận thứ cấp vào trong này nó đang có vấn đề rồi, thì có thể là nó sẽ gây cho cái xe của chúng ta có hiện tượng là đi phập phõm, khó nổ. Đó. Có lúc thì dễ nổ, có lúc thì khó nổ, hoặc ga lên là nó bị mất công suất, nó nổ lọc phập như đầu clip thì mình có chia sẻ với anh em. Đó, ok. Cái cách đo kiểm cái này thì cũng cực kỳ đơn giản thôi. Và ở cái clip sau ấy, thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ với anh em cái cách mà độ cho cái con Mobin như thế này này, nó khỏe nhá. Nếu như cái xe của các bạn mà những cái con Mobin mà nó đang khỏe bình thường ấy, đang sống bình thường ấy, thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ anh em cái cách mà độ cho nó khỏe lên, thêm lên để cho nó phóng điện dài lên. Nó phóng điện dài lên như thế để làm gì, là nó sẽ tăng cái tỷ số phóng điện vào trong cái buồng đốt trong này. Nó khi nó phóng điện khỏe thì nó sẽ đốt cháy triệt để, cái công nó sinh ra, nó công, cái công của cái lực cháy đấy nó sinh ra một cách triệt để, thì nó sẽ tăng cái tỷ số nén lên. Tăng cái tỷ số nén lên thì nó phải guồng cái động cơ của các bạn tăng lên, thì nó sẽ tăng công suất của cái xe các bạn lên. Đó, thì ở clip sau thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ anh em cái cách mà độ cái con Mobin ở đây. Đó, thì có một số các anh em là có gọi điện alo hỏi mình, và cũng có một số các anh em là đã mua về rồi nhưng sau đó là sẽ hỏi mình là các bạn ấy vẫn giữ nguyên cái con Mobin ở đây. Đó, vẫn giữ nguyên con Mobin ở đây, và các bạn ấy xoáy cái này ra, rút cái đoạn vòi này ra, và các bạn ấy mua một cái dây độ, gọi là dây tăng áp ấy. Đó, để cho nó khỏe hơn. Nhưng khi các bạn ấy lắp vào thì nó chỉ gọi là nhỉnh hơn một xíu thôi, có khi là hầu như không nhận ra. Đó, thì cái clip này thì mình chỉ là hướng dẫn và chia sẻ với anh em cái cách mà thử cái con Mobin ở đây thôi. Còn clip sau ấy, thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ anh em cái cách mà độ cái con Mobin này sao cho nó điện nó khỏe nhất có thể. Đó, các bạn có thể tự làm ở nhà anh em nhé, tự làm ở nhà, chi phí nó rẻ, chứ anh em cũng không cần thiết là phải đi mua một cái cọng dây như này, ví dụ là dây tăng áp của hãng LGK các thứ hay là Koji ấy, nó rất là cao. Đó, thì cái mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách mà độ cái dây này đây để sao cho điện nó khỏe nhất. Đó, thì anh em không phải cần phải thiết phải đi mua mà tự tay mình làm luôn. Ok chưa? Đó, thì cái clip này thì mình hướng dẫn anh em cực kỳ là đơn giản. Vâng, xin chào anh em, mình là Kim Mô Tun. Đó.